Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Audio Tiên hiệp. Đây là tập 248 của truyện Tiên Hồng Lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 1060, phá giới mà đi đạo huyết quang quỷ dị kia lại mơ hồ không rõ ràng trong khoảnh khắc đuổi tới luân hồi tinh bảo khiến cho mọi người phòng bị để hắn vào đi dương phạm phân phó dương thần lập tức mở ra một đối vào của luân hồi tinh bảo đạo huyết quang mông lung hóa thêm một đường cong đẹp mắt hạ xuống trước mặt mọi người người tới mặc một bộ huyết bào kỳ dị dày da đen trên mũi có gọng kính lưu ly hiếm thấy lóe sáng ra làm quang thần bí luân huyết đại đế Màn hoàng cùng với vân tiêu đại đế mau chóng nhận ra thân phận của người này. Ý chí của người đã quay về, đã chuẩn bị tốt muốn rời đi sao? Ánh mắt của Dương Phạm cùng với luân huyết đại đế nhìn nhau. Ta đã chờ ở đây rất lâu rồi. Cặp mắt phía sau, dòng kính lưu ly của luân huyết đại đế lộ ra một niềm hưng phấn không thể nào che giấu. Được thôi, ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Người trước tiên hãy chờ ở đây đi. Dương Phạm tự nhiên sẽ không quên hứa hẹn trong ba ngày này mọi người tụ họp vào một chỗ nhưng mà trung quy có một ngày phải chia lìa ngày và ngày thứ hai thiên thu vô ngân cũng đứng dậy cáo từ trở về cố hương một hồi tìm hiểu mấy vạn năm ta sẽ rời đi vào lúc tấn thức hỗn độn thiên dài ta đã cảm nhận được man hoàng tổ giới thiệu và triệu tập ngoài ra còn cảm ứng được một không gian rất thần bí sau khi thiên thu vô ngân nói ra hướng đi của chính mình hắn phất tay rời đi vẫn nắm chặt hai mắt như trước đám người dương Phạm lại nhìn theo đuôi tiến màn hoàng tổ giới sao dương phàm mỉm cười bất kể là sinh ly tử biệt ngày sau có thể gặp lại hay không cuối cùng sẽ có một ngày đoàn tụ màn hoàng tổ giới là căn nguyên của đại thiên vũ trụ phụ thân quyết định ngày nào đó muốn đi nơi này du ngoạn sao có lẽ đó dương Phạm trả lời dương thần nhưng là bản tôn chân chính ngay cả dương Phạm cũng không quá khẳng định bởi vì sâu trong tận đáy lòng hắn còn có một việc trọng yếu hơn nữa. Man hoàng tổ giới, ta nhất định phải trở về. Không có gì là có tính khiêu chiến hơn nhiều so với căn nguyên của giới đại thiên thế giới. Trong mắt vô song lộ ra chiến ý rào rạt, hồ phi cũng xoa tay dục dịch. Chỉ có dương phàm giữ nguyên bình tĩnh, không biểu hiện ra nhiều hứng thú. Ngay vào ngày hôm sau, thiên thu vô ngân rời đi. Vô song, hồ phi, man hoàng, vân tiêu đại đế đều đã lần lượt rời đi. Ngay cả vân vũ tịch cũng theo đại đế cùng nhau về cùng luân hồi tinh bảo thiếu vài phần ồn ào hồi phục lại vẻ bình tĩnh và ấm áp vốn có chúng ta xuất phát đi dương phạm lại nói với luân huyết đại đế trong chớp mắt hai người lại na gì biến mất về phần luân hồi tinh bảo dương phạm có phần thân thứ hai là mộc phòng tọa chấn bản thân tinh bảo lại là thần khí không thể nào thương tổn không cần phải lo lắng không bao nhiêu lâu sau, Dương Phàm cùng với Lần Huyết Đại Đế trở về Huyết Uyên giết chóc tại khu vực không biết tại ma giới Hoàng Vũ. Lần Huyết Đại Đế cũng không nuốt lời, phóng thích vô số nguyên thể khắc lòng bên trong vạn linh viên để cho bọn chúng khôi phục lại tự do. Những nguyên thể này đều là những thứ có huyết mạch cường đại bên trong thiên địa, khoảnh khắc đạt được tự do trong mắt còn mơ hồ lộ ra địch ý, nhưng mà bọn chúng không dám làm càn. Ở trước mặt một vị cường giang nghịch thiên bậc cao, lại thêm một cường giang nghịch thiên siêu cấp có được thực lực phá giới, cho dù là có nhân số khổng lồ, nếu như động thủ, cũng chỉ là thiếu thiếu thân, lao đầu vào lửa. Chờ sau khi sinh linh trong vạn linh viên, đều lại khôi phục lại tự do, luân huyết đại đế lộ ra một vẻ mặt giống như chút đi gánh nặng. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một góc của tiểu thế giới, trong mắt có vài phần lưu luyến, nhưng mà vẫn rất nhanh, bị thay thế bởi một tia kiên quyết. Chỉ còn lại ma vực giết chóc liền giao cho người nắm giữ đi. Trong lòng bàn tay luân huyết đại đế hiện ra một ấn ký màu đen bay tới phía Dương Phạm. Tiếp với nhân vật đó, một tia tâm thần của Dương Phạm lại rót vào bên trong, phát hiện ra mình có thể nắm giữ trong tay toàn bộ ma vực giết chóc này. Thông qua giới ấn này, Dương Phạm lại còn hình nhìn tới ngàn vạn ma vật đang chém giết bên trong ma vực, trong đó bao gồm cả Thạch Thiên Hàn. Nếu như không còn gì lưu luyến, vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Dương Phạm lại cất kỹ giới ấn, cười tùm tìm. Hào hiếu của ta tại thất giới, cựu U Đại Đế, tinh thần ý chí cũng đã trở về rồi, mà còn có được thân thể ma thần. Hy vọng ân oán của dị vãng lại có thể xóa bỏ. Lần huyết Đại Đế lại nói với vẻ trịnh trọng. Được thôi. Dương Phạm lại không một chút nào suy tư. Hắn có thể bỏ qua được sự tồn tại của đám người Long Hoàng Tổ, đồng dạng cũng không quá tất yếu làm khó cho cựu U Ma Đế. Vậy được thôi, đã có thể bắt đầu. Chỉ mong rằng ta lại có thể tìm được cố hương của mình. Luân huyết đại đế hít sâu một hơi, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng đúng lúc này, có một làn khói nhẹ giống như mộng ảo từ trong cuối chân trời bay tới, hạ xuống trước mặt hai người. Một làn khói nhẹ ở trước mặt hai người lại biến ảo thêm một cô gái mắt sáng răng trắng, mặc y phục tươi đẹp và mới lạ. Trừng Du Vũ Dương Phạm lại nhìn chăm chăm vào nữ nhân không tới một chút dấu hiệu nào, bộ dạng như là có một chút suy nghĩ. Dương Thúc Trương Du Vũ lại lè lưỡi với Dương Phạm, dường như có một chút ngượng ngùng, lại hình tượng tùy tiện trong dĩ vãng, không còn lại chút nào. Người tới vừa đúng lúc. Dương Phạm đối với xưng hô Dương Thúc này cũng không quá ngạc nhiên. Hắn càng thêm không hỏi đến chuyện thân phận của Trương Du Vũ là dẫn đạo giả bên trong giới ngoại thần tháp. Bởi vì hắn biết Trương Du Vũ này trong giới ngoại thần tháp cùng với trước mắt không phải là cùng một người. Trương Du Vũ trước mắt cũng lại không biết chuyện trong giới ngoại thần tháp. Vị này là... Luân huyết đại đế lại nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía trương du vũ con gái của một vị bằng hữu chưa từng gặp mặt người tới thế giới này lại có thể liên quan tới nàng đó dương phạm lại thản nhiên nói trương du vũ lại đỏ mặt khi trước đại đế vẫn còn chưa tới thế giới này không phải là muốn xuyên việt sao luân huyết đại đế lại ngẩn ra nhớ lại hồi lâu cặp mắt lại trừng đớn sao người lại biết vậy cho nên lão bà ta vung tay lên cho người đi vào trong thế giới này Uhm, lúc đó dường như là người đang chơi một trò chơi võng du giả thuyết thì phải. trường du vũ lại cười nói. sau khi luân huyết đại đế nghe xong mặt lại tái dại. các người hắn nói năng lộn xộn không biết là hưng phấn hay là tức giận. lần này ta tới đây để giao cho ngươi một viên ngọc giản trong đó có tọa độ không gian của hệ ngân hà tiện cho ngươi có thể trở về. du vũ nói xong bàn tay nhỏ bé giống như biến ảo lấy ra một viên ngọc giản đưa cho luân huyết đại đế lần huyết đại đế lại cầm viên ngọc giản vừa nhìn qua thần sắc của hắn nhìn về phía trường du vũ có vài phần phức tạp nhưng mà cuối cùng hắn vẫn tối nghĩa nói cảm ơn không biết là địa cầu còn tồn tại hay không còn chứ đương nhiên là còn tỷ lệ thời gian lưu tốc giữa thế giới khác nhau là không có đồng dạng dưới tình huống bình thường một năm ở địa cầu thì thất giới không có quá một trăm năm huống chi còn có lão ba ta ra tay khiến cho tỷ lệ đạt tới một trên một ngàn vạn Nói cách khác, người ở nơi này mấy trăm vạn năm thì ở địa cầu mới qua có vài năm thôi. Trương Du Vũ lại cười nói. Vậy, thực sự quá tốt rồi. Luân huyết đại đế kích động vạn phần. Người cũng đừng có cáo hứng quá sớm. Sau khi trở về, lão bà ta sẽ hạn chế tu vi của ngươi dưới hợp thể kỳ để mà tránh phá hư đi sự cân bằng của thiên địa. Nguyện ý, ta nguyện ý mà. Cho dù là có phế đi hết tu vi, ta cũng nguyện ý. Luân huyết đại đế làm sao còn hình tượng. Dương Phạm đứng một bên, vẻ mặt đầy cổ quái. Không gian địa cầu, nơi đám người luân huyết đại đế, giữa cuộc có gì mà hấp dẫn? Cho dù là có hạn chế tu vi, thậm chí không cần tu vi nữa, vẫn muốn về nhà sao? Dương Thúc, hiện tại Thúc có để thề đưa hắn đi rồi. Tiểu Vũ lại cung kính. Nếu như người có thể tùy ý qua lại giữa các hệ thống của những đại thế giới đó, vậy thì tại sao lại không trực tiếp đưa hắn về? Dương Phạm lại không mặn không nhạt nói, Ta dựa vào một kiện kỳ bảo tên là Hỗn Nguyên Châu mới có thể vượt qua được các giới diện, cũng lại không thể nào mang người theo được. Trương Du Vũ vội vã giải thích. Vậy được rồi. Dương Phạm lại hít sâu một hơi, tinh thần ý chí của cường giả nghịch thiên siêu cấp tràn vào trong lòng bàn tay. Trương Du Vũ cùng với lần huyết đại đế đồng thời cảm nhận được một cỗ áp bách. Có một thanh thần kiếm cổ xưa màu trắng, giống như màu tuyết, lơ lửng trước mặt Dương phàm Kiếm này chính là chủ thần kiếm đạt được từ bên trong giới ngoại thần tháp trong lúc kiếm khí phát ra toàn bộ thất giới đột nhiên tràn ngập một luồng kiếm khí sắc bén tột cùng vô song ở nơi xa rồi lại đột nhiên quay đầu nhìn về hướng này dương phàm lại vung tay lên chu thần kiếm giống như là cự phủ nguyên thủy khai thiên tích địa mở ra một cái khe dài vạn trượng sâu không thấy đáy cuối khe lại tản mát ra khí của giới ngoại lần huyết đại đế hóa thành một vệt sáng giống như tia chớp xông qua cái khe thân hình lại biến mất hoàn toàn ta đi trước một bước nếu người rảnh rỗi, hãy tới quê quán của ta. Thành ngầm luận huyết đại đế vang tới rồi ngưng bật. Thân hình hắn vừa biến mất, giới diện bị phá vỡ lập tức khép lại, kém rất xa so với lần phá giới kinh thiên động địa ngày trước tại Phật giới. Tuy nhiên, có thể đạt tới yêu cầu này vậy là đủ rồi, đưa vài người tới thất giới không phải là việc nhỏ. Trong vạn linh viên chỉ còn lại Dương Phàm và Trường Du Vũ. Tới luân hồi tinh bảo làm khách đi, cũng lại nói chuyện với phụ thân người. Dương Phàm lại cười nói. Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh, rời ma giới trở về luân hồi tinh bảo. Trong lúc này, Dương Phạm Hiểu biết phần nào về phụ thân của Trương Du Vũ, cũng không sai nhiều với suy tính của hắn, phụ thân của tiểu Vũ chính là một người tu luyện công pháp nghịch thiên, luyện thiên hóa địa, đồng thời cũng là một trong ba người sống đến cuối cùng của thế giới. Ban đầu, Trương Du Vũ vẫn còn một chút ngại ngùng, cuối cùng lại cắn môi làm ra quyết định. Dương Thần vốn lại đang nhàn nhã vô cùng trong tinh bảo, đột nhiên lại nhìn thấy tiểu Vũ, bộ dạng giống như là gặp quỷ. Cặp mắt xinh đẹp của Tiểu Vũ lại hít thành một hình trăng lưỡi liềm, lộ ra một ánh mắt rảo hoạt. Dương Phạm vẫn mặc kệ bọn họ, chuẩn bị bắt đầu bế quan. Cô gái này từ đầu tới, dường như cũng có một chút quen thuộc với thần nhi. Đặng thì giao lại kinh ngạc vô cùng. Vận mệnh đã định trước rồi, đây chính là con dâu tương lai của chúng ta đó. Sao? Bỏ lại đặng thi giao người ra như phóng, Dương Phạm lại bắt đầu cười cười, bế quan tu luyện đặng thị giao lại khó có thể nào bình tĩnh nhìn dương phàm giống như là ngồi nệm kim mau chóng đi qua nhìn trường du vũ đặng a di mạnh khỏe trường du vũ lập tức thu hồi giáo hòa trong mắt lại hơi ngượng ngùng nói hai người nói chuyện một lát đặng thị giao lại phát hiện tiểu vũ ăn mặc đều rất là mới lạ tràn nhập, nhân tố mà thế giới này không có ở một bên khác dương phàm trong thế giới mệnh hạch bắt đầu tu luyện dài tới mấy ngàn năm trên cơ sở cảm ngộ khắc sâu và pháp lực tinh tiến, việc tu luyện của hắn có thể nói là tiến triển rất nhanh. Đại thế giới diễn sinh với nguyên giới làm trung tâm, khối trương ra vô hạn. Dần dần, thế giới đã hoàn toàn được sinh ra đó, giống như có xu thế thoát ra khỏi tầng của luân hồi dựng dục. Trong nguyên giới, đại thụ diễn sinh cao tới trăm ngàn trượng, nhánh cây vô số, những quả non xanh biếc được ngưng kết ra, càng ngày càng thành thục. Chỉ là dùng thời gian tới mấy ngàn năm, có một bộ phận, quả hoạt, nhìn đã có thêm mấy phần hồng nhuận và sáng bóng. Dương Phạm cũng lại mượn vào đó, bước vào trong diễn sinh hậu kỳ, hoàn toàn thoát ra khỏi trình tự cường giả tự nhiên, đã tới phá thiên cảnh trong truyền thuyết. Hết chương. Trường. Chương trường 1061, Hỗn Độn Nguyên Thạch. Nháy mắt, trận chiến Hoàn Vũ phá giới đã qua vạn năm. Dương Phạm lại từ mấy ngàn năm trước bước chân vào trong diễn sinh hậu kỳ, đại thủ che trời, trong nguyên giới mệnh hạch cao tới trăm ngàn trượng, trên nhánh cây kết ra những quả hồng thuận và căng mịn. Mỗi một quả giống như là luân hồi quả mà Dương Phạm dựng dục ở trong trứng quả kỳ tại phàm giới, nhưng mà ẩn chứa thần thông tạo hóa lại cường đại hơn vô số lần. Dương Phạm lại cảm giác được thần thông và pháp lực ẩn chứa trong mỗi một quả diễn sinh này đều đã vượt qua được đại đế bình thường. Về phần tiềm lực, tạo hóa, sinh mệnh bên trong đó lại càng vượt qua cường giả nghịch thiên siêu cấp. Mà trên toàn bộ đại thụ diễn sinh trong trời đó lại có hàng ngàn hàng vạn diễn sinh quả, khó có thể đánh giá tạo hóa và uy năng của cả đại thụ căn nguyên này ngay cả dương phàm cũng không đoán ra được sự tiến triển cùng với biến hóa của diễn sinh hậu kỳ lại là một lượng biến đổi đáng sợ như vậy đột nhiên hắn nhớ tới lời nói của lão đạo sĩ lưu lại tiên hồng quyết không chọn vẹn kia đại đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật loại quy luật lý trí như là thiên địa đó ở trong giai đoạn diễn sinh kỳ lại có thể được chân chính biểu hiện trong diễn sinh đại thế giới dương phàm lúc bắt đầu lại chỉ sáng tạo ra một sinh mệnh là nữ thần mà hiện nay trong đại thế giới đã dựng dục ra đến ước vạn sinh linh. Những sinh mệnh cường đại này, ban đầu của nữ thần sáng tạo ra sau khi mà trải qua một trận đại chiến nguyên khí đại thường chỉ còn lại có vài ngàn. Nhưng mà những sinh mệnh lục chủng chủng tộc tương đối nhỏ bé này về sau nữ thần lại sáng tạo ra mau chóng sinh sôi nảy nở. Dừng Phạm có một mực yên lặng quan sát nhưng mà những sinh mệnh lục chủng này cũng có phần ra nhân loại, hình thái cùng với nhân loại trong hệ thống thất giới có thể nói là đại đồng tiểu dị nhưng mà truy cứu về bản chất có một chút khác nhau, còn lẽ có quan hệ với gen mà luân huyết đại đế đã đề cập tới. Bên trong diễn sinh thế giới của rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu sau này cuột khởi, hệ thống tu luyện của bọn họ lại không phải là đạo kim đan hay nguyên anh. Dương Phạm lại thầm giật mình, đồng thời cũng không hề nhúng tay can thiệp. Đại thế giới này là do hắn sáng tạo ra, rất nhiều phương diện tự nhiên có nhân quả sâu xa với hắn. Trong hai ngàn năm sau khi mà tấn thức diễn sinh hậu kỳ, Dương Phạm vẫn đều có ý đồ luyện hóa, kiện hỗn độn thiên khí kia Hỗn độn thiên khí, đó là một hạt châu nở rộ ra ánh sáng ngũ sắc, tên là Ngũ Hành Nguyên Châu. Hạt châu này không phải là phá bảo công kích, nhưng mà cũng không phải là phòng ngự, lại kiêm cả công thủ, có thể dùng để phụ trợ. Thoạt nhìn đó chỉ là một kiện hỗn độn thiên khí không có quá nhiều đặc điểm, nhưng mà thực ra cái gì cũng có thể làm. Dương Phàm đạt tới tu vi có thể so với phá thiên cảnh, lại dùng khai quang tạo hóa nguyên bản mệnh hỏa, cũng có vẻ hơi cố sức. Mất khoảng 1 2 ngàn năm, hắn mới miễn cưỡng luyện hóa ngũ hành nguyên châu, nhưng mà nếu muốn nó biến thành pháp bảo bản mạng, chỉ sợ cần phải thời gian đến hơn trăm vạn năm. Nếu như là trước đây, hắn căn bản khó có thể luyện hóa và sử dụng kiện hỗn độn thiên khí này. Luyện hóa kiện hỗn độn thiên khí này, cho dù là bản tôn của Minh Đế tới, cũng khó có thể làm gì được ta. Dương phàm nghĩ, đợi khi mà hắn xuất quan, mọi người trong luân hồi tinh bảo đang chuẩn bị hôn lễ. Dựa theo ý tưởng và kế hoạch của Dương phàm buổi hôn lễ long trọng này sẽ được cử hành trên luân hồi tinh bảo như vậy đặng thị giao tiến hành một phen cải tạo tinh bảo này tình điện trung tâm luân hồi tinh bảo 9 tầng trên và 9 tầng dưới mỗi một tầng đều là hình bầu dục trang trí lịch sự cao quý dạng sữa đến muôn màu tình bảo lộng lẫy xa hoa khổng lồ cứ yên lặng lơ lửng trong tinh không bất diệt từ xa nhìn lại giống như là một viên minh châu huyễn lệ tình nguyên lô đang luyện hóa hấp thu vô số tài liệu giới ngoại đỉnh cấp thậm chí là một bộ phận lực lượng của hỗn độn nguyên thạch bước vào trong môi trình tự tạo hóa thần khí. Thiên tượng đại sư cũng lại không rời đi. Lão yên lặng thủ hộ trong luân hồi tinh bảo, giải thích với Dương Phạm. Tạo hóa thần khí. Ánh mắt Dương Phạm sáng rực, cảm thấy rất là vui mừng. Điều này nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Chất liệu của luân hồi tinh bảo này đã tới trình độ có thể so sánh với thần khí đỉnh cấp. Mà tinh nguyên lô chính là tinh túy trung tâm của cả tinh bảo. Có tạo hóa như vậy cũng không có ngoài dự đoán đâu. Thiên tượng đại sư lại nhìn về phía tinh nguyên lô, trong mắt lộ ra vẻ tình cảm đặc thù. Hỗn độn nguyên thạch ẩn chứa lực lượng rất là đặc thù, vậy cho nên đến tận bây giờ, Tinh Nguyên Lô lại còn không có hoàn toàn hấp thu lực lượng của nó. À, Hỗn độn nguyên thạch chính là vật chất căn nguyên nhất của Đại Thiên Vũ trụ mà, là do lực lượng căn nguyên hỗn độn vô cùng thuần túy mà tạo thành, cho dù là ta đây cũng rất khó có thể luyện hóa và hấp thu lực lượng của nó. Tinh Nguyên Lô lại có thể đi trước vạn vật bất luyện rồi. Dương Phạm lại vui vẻ nói đùa, Hiện tại, hắn lại cũng không sử dụng hỗn độn nguyên thạch để tu luyện. Bởi vì hắn đột nhiên có một loại suy nghĩ, nếu như mà có sự trợ giúp của hỗn độn nguyên thạch này lại có thể dùng để sáng tạo thân thể tiên thiên ma thần. Hắn là từ đại thiên thần tháp đi ra, tổng cộng là đạt được ba khối hỗn độn nguyên thạch, trong đó một viên đã đưa cho tinh nguyên lồ. Về hai phần khác, ở trong lòng dương phàm đã có tính toán. Tiếp đó, hắn chậm rãi, dạo bên trong luân hồi tinh bảo. Nơi đi qua đều là trang trí xa hoa và quý phái, nhưng mà lại không mất đi lịch sự và tào nhã. Phụ thân, 10 năm sau, ở đây sẽ tổ chức hôn lễ rất long trọng. Tới lúc đó, chúng cường giả dạ thất giới sẽ ở đây phong vân tề tụ. Đương nhiên, rất nhiều nguyên tố trong hôn lễ đều là do tiểu vũ thiết kế. Dương Phạm lại cười cười, chỉ vào quảng trường nguy nga lộng lẫy, vui mừng nói. Sàn nhà băng ngọc thạch, có ba tấm thảm đỏ mềm mại, không người lại dùng, lông của hồng phượng và cửu huyền băng tâm, rất quý báu bền thành ba tấm thảm đỏ giống như là các quảng trường hình tròn rộng lớn vài trăm mẫu này thành ba. Đồng thời, con đường do ba tấm thảm đỏ này gặp nhau ở lễ đài thủy tinh chính giữa quảng trường. Ba con đường này đại biểu cho phụ thân, mẫu thân và vũ tịch A-Z. Đúng như là vận mệnh của ba người đó, cuối cùng đi cùng với nhau. Lên trên điện phủ hôn nhân. Dương thần nói tới đây, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ngưỡng mộ. À, nhưng ý tưởng như vậy, chỉ sợ đều là từ tiểu vũ sao? dương phạm lại cố ý nhấn mạnh hai chữ tiểu vũ khuôn mặt tuấn tú của dương thần cũng ửng đỏ sau đó nhún vai trừng dù vũ dù là không có vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc cùng với khí chất thanh nhã xuất trần của đám người vân vũ tịch nhưng mà trên người của nàng có một loại sức sống thanh thuần cùng với mị lực nữ tính rất độc đáo và mới lạ đồng dạng cũng là một nữ nhân thế giới này không có dùng nhan của nàng tuyệt đẹp vẻ lam lũ gặp được ngày trước đều là kết quả cố ý dịch dung rồi sau đó dương thần lại dẫn dương phàm đi tham qua các bước của hôn lễ được nhưng bước này bố trí khá là phức tạp Tuy nhiên lại rất có ý tưởng mới Cô bé tiểu vũ này cũng khá là có dụng tâm đó Dương Phạm lại cười Dương Thúc Có một việc ta lại muốn tìm người để thương lượng Trương Dương Vũ lại đúng lúc từ bên ngoài tiến vào Thành ngầm ngọt lịp Lại dẫn đầy sự phóng khoáng Nói thử xem Dương Phạm lại cười ở thế giới của chúng ta, nam nữ kết hôn là phải có nhẫn đó. Tiểu Vũ lại đầy sự hưng phấn giải thích, đưa ra rất nhiều điều mới, Dương Phạm nghe vậy đầy hứng thú, cũng lại tiếp thu rất nhiều ý kiến của nàng. Cuối cùng khi trở lại động phủ, Đặng Thi Giao và Tiểu Vũ lấy ra một bảng danh sách. Tướng Công có thể duyệt qua một chút, đây là những nhân vật mà muốn tới dự tiệc. Đặng Thi Giao lại đưa danh sách này cho Dương Phạm. Dương Phạm lại chỉ tùy ý lướt qua. Hãy cơ mời rộng rãi một chút, nguyện ý thì tới. Ngay cả người không có tên ở trên danh sách này, nếu như mà có thành ý tham gia, cũng có thể mời rộng cửa đón tiếp họ bởi vì hôn lễ của 10 năm sau Dương Phạm lại sốt ruột một ngày không thể nào yên bình rất nhiều chỗ đều cần phải trưng cầu ý kiến của hắn mấy ngày sau Dương Phạm lại đem những việc vụn vặt này giao cho toàn quyền Dương Thần cùng với Trường Du Vũ quản lý hắn lại trở lại động vụ riêng trên tinh bảo khẽ thở ra một hơi hắn xoay ra bàn tay bên trong bay lên một ấn ký màu máu đen đó chính là dối ấn của Ma Vực giết chóc tiểu thế giới nơi vạn linh viên thông qua giới ấn Dương Phạm có thể trường khống tình huống của tiểu thế giới hắn chú ý nhất đương nhiên là tình huống của thạch thiên hàn thạch thiên hàn vẫn luôn luôn chém giết và tiến hóa mỗi một lần giết chết một ma vật cường đại hắn đều có thể chiếm được một viên ma hạch rồi cắn nuốt thay đổi thể chất và huyết mạch nếu như mà nói hiện giờ thân thể ma thần của hồ phi hơn nửa là thiên phú của bản thân thì thạch thiên hàn này hoàn toàn là thông qua chém giết mà tiến hóa có thể khẳng định là thạch thiên hàn đã thoát ly ra khỏi phạm chủ của một nhân loại thậm chí không thể nào dùng từ ma vật và thần thú bình thường để xưng hô với hắn không tội đâu thực lực của người đã đạt tới cường giả nghịch thiên so với cường giả nghịch thiên siêu cấp cũng là không còn kém bao nhiêu xa nữa dương phạm lại hiện thân bên cạnh thạch thiên hàn tán thưởng nói tu luyện tiến triển của thạch thiên hàn có thể nhanh chóng như vậy ở trong một trình độ nhất định cũng là có liên quan tới cảnh giới của bản tôn những năm gần đây dương phạm để mặc cho ý chí độc lập của thạch thiên hàn không hề can thiệp chỉ là xóa sạch mọi ý niệm phản kháng nói xong trong tay dương phạm hiện ra một viên hỗn độn nguyên thạch mặt ngoài hiện lên vô số hoa văn thiên nhiên những hòa văn thiên nhiên này nếu như cẩn thận mà nhìn kỹ giống như là có lý trí của đại đạo có thể để cho cường giả cấp bậc giống như phật tổ bị lạc trong đó phải bắt đầu rồi sao thạch thiên hàn lại hít sâu một hơi hắn cùng với dương phàm vốn là một thể hiểu được ý đồ thân thể tiên ma tiên thần thành công hay là không vậy thì phải xem tạo hóa của người mà khối hỗn độn nguyên thạch này có thể gia tăng cho người hai thành tỷ lệ dương phàm rất lời ý niệm khẽ động hai người lại biến mất rồi lại hiện thân tại nguyên giới diễn sinh hai người lại ngồi xếp bằng trên đại thụ diễn sinh lực lượng luân hồi vô tận và sinh mệnh tinh nguyên khổng lồ giống như là một nguồn suối rót vào trong cơ thể của thạch thiên hàn dưới sự trợ giúp của đại thụ diễn sinh ít nhất có thể tăng thêm hai thành tỷ lệ dương phàm cười nếu như để cho luân huyết đại đế nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt nhất định cũng sẽ phải động dùng vạn phần nên biết rằng cho dù là đại đế bình thường cũng không nắm chắc được hấp thu một phần lực lượng của nghịch thần thuế thiên huyết mà Dương Phạm lại có thể gia tăng tới 4 thành năm chắc. Thạch Thiên Hàn bị vây bên trong trung tâm của lực lượng luân hồi và sinh mệnh tinh nguyên, mầm mông của một nguyên giới đó. Dương Phạm lại đem Hỗn Độn Nguyên Thạch ấn vào bên trong lòng bàn tay hắn, sau đó nhắm mắt, dùng Hỗn Độn Nguyên Khí ngũ hành nguyên châu bên trong cơ thể để làm một vật dẫn, thúc dục lực lượng bên trong Hỗn Độn Nguyên Thạch. Rất nhanh, từng dòng khí xám hỗn độn rất nhỏ lưu chuyển ra bên ngoài thân thạch thiên hàn, dần dần rót vào bên trong cơ thể. Ngay trong lúc này, thân thể hắn lại không ngừng co giật khuôn mặt trở nên méo mó chịu đựng thống khổ lớn lao nhưng mà đã có một đại thụ diễn sinh làm hậu thuẫn tất cả những thương thế đều có thể khép lại rất nhanh cứ như vậy rằng co chừng bốn ngày hỗn độn nguyên thạch trong tay dương phàm đã mờ đi một chút bên ngoài thân thạch thiên hàn thì tự nhiên quanh quẩn một tầng ánh sáng màu xám rất mùng lùng nhưng mà lại đang chậm rãi tàn biến chính là lúc này trong mắt dương phàm lóe ra lệ quang trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên thủy tinh cầu trong thủy tinh cầu ẩn chứa một cục máu trong suốt giống như chân trâu nở rộ ra một ánh sáng rất mờ mờ nhưng rực rỡ mộng ảo và huyễn lệ phát ra hấp dẫn đến vô tận hết chương chương 1062 hồn lễ long trọng phần thượng nghịch thần thuế thiên huyết có thể sáng tạo giá trí cường giả của thất giới hiện lên ở trong lòng bàn tay của dương phàm giọt máu trong suốt như thủy tinh giống như là chân trâu hiếm có trên thế gian nở rộ ra hào quang rực rỡ mùng lung vào huyết lệ đặt ở bất cứ nơi nào đều có thể tạo thành hấp dẫn tới trí mạng nhưng lúc này dương phòng cũng không phải là sử dụng giọt máu này cho mình mà là đưa cho thạch thiên hàn ý niệm của dương phàm khẽ động hơn phần nửa giọt máu bảy màu ở trong đó giống như là mộng ảo thủy tinh cầu bắn ra tiến vào bên trong miệng của thạch thiên hàn bên ngoài thân thạch thiên hàn lại quanh quẩn một màu dáng xám mờ nhạt dùn lên không hiểu dường như có một cỗ lực lượng khiến cho tốc độ của hắn sói mòn dòng xám hỗn độ này đã bị cô động chậm lại nhưng mà ngay sau đó thân thể thạch thiên hàn vận vẹo cả một hồi trên mặt hắn hiện ra thần sắc thống khổ nếu như không phải là hắn thông qua chém giết tiến hóa không ngừng thân thể và huyết mạch đều rất cường đại tới mức độ có thể sánh ngang thân thể với ma thần vậy thì đột nhiên chịu đựng giọt máu đó có thể có nguy hiểm nổ tan xác thần sắc dương phàm gấp gáp trong thời điểm như vậy ngay cả hắn cũng không dám lơ là chỉ thấy hắn đơn giản khẽ điểm một vòng sáng luân hồi khổng lồ huyền bí từ bên ngoài vào bên trong giống như là tầng tầng quang hoa bảo vệ thạch thiên hàn được luân hồi lực lượng thủ hộ thường tổn của thạch thiên hàn đã phải gánh chịu bị trì hoán và giảm bớt đến cực hạn không có tới một phần ba lúc đỉnh điểm thống khổ và rãnh rụi đó trên mặt của hắn cũng đã bớt đi vài phần thạch thiên hàn lại thông qua vụ tận chém giết và tiến hóa trưởng thành ý chí có khả năng có vượt qua được cả bản tôn như dương phàm tuy nhiên cho dù là như vậy những thương tổn từ trong ra ngoài trên người của Thánh Thiên Hàn vẫn còn không ngừng tích lũy, khiến cho thân thể của hắn đang dần dần sụp đổ. Cái loại sụp đổ đó từ trong huyết mạch đang bắt đầu. Trong mắt Dương Phàm chợt lóe sáng tinh quang, không cần phải hắn phân phó vạn bản bàn hoa quả trên đại thụ diễn sinh lại nở rộ ra hào quang sáng lạn chưa từng thấy. Mỗi một quả trên đại thụ diễn sinh lại ẩn chứa tạo hóa thần thông và tiềm lực sinh mệnh vô cùng. Giờ phút này, khí tức của sinh mệnh tinh nguyên vô cùng vô tận, dồn trên người của Thạch Thiên Hàn, lại thêm lực lượng luân hồi thủ hộ, trên mặt của Thạch Thiên Hàn chỉ là ngẫu nhiên lộ ra thống khổ, kêu rên lên một chút rồi lại bị nghị lực lớn nào của hắn nén xuống. Dương Phạm lại lộ ra vẻ khét ngợi. Giờ phút này, hắn lại không cần phải làm gì, chỉ cần vận chuyển hỗn độn thiên khí ngũ Hải nguyên châu để lộ ra hộ pháp cho Thạch Thiên Hàn phòng ngừa vạn nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng ngày từng ngày trôi đi trong nháy mắt đã qua tới 2 tháng trên người thạch thiên hàn dĩ nhiên đã quanh quẩn cao một vòng xám bảy màu tinh khiết trong nguyên giới nữ thần đã bước vào trong cấp bậc có thể so sánh với đại đế khi mà nhìn thấy thạch thiên hàn rõ ràng đánh dùng mình một cái lộ ra một vẻ mặt sợ hãi thân thể tiên thiên ma thần người đã thành công rồi dương phạm đại cười nhìn thạch thiên hàn cho dù là hắn giờ phút này khi mà đối mặt với thạch thiên hàn đều cảm thấy có một cú áp bách rất cường đại có thể nói nếu như luận về chiến lực có lẽ dương Phạm vẫn còn không có bằng được thạch thiên hàn bởi vì thạch thiên hàn đã trở thành một sinh linh hỗn độn thiên tiên thực lực của hắn chỉ sợ gần sánh bằng với thiên minh nhị đế kia nhưng mà trên mặt của dương phàm lại không có một tia nào sợ hãi và lo lắng vẻ bình tĩnh và tự tin đó khiến cho thạch thiên hàn đều lại cảm thấy cực kỳ khó tin thạch thiên hàn lại có được ý thức độc lập lúc này lại không dám có ý phản kháng khi mà hắn đứng ở bên trong nguyên giới diễn sinh này mới có thể cảm nhận ra được sự cường đại của dương phàm có lẽ dương phàm phá thiên cảnh ở trước mặt hắn có vẻ rất nhỏ yếu nhưng mà lực lượng ẩn chứa bên trên đại thụ diễn sinh trước mắt này lại khiến cho hắn mơ hồ run rẩy sinh cơ cùng với thần thông của đại thụ diễn sinh ở trong một khoảng cách gần lại trực tiếp kinh sợ hắn cùng với thần thể tiên thiên ma thần đó mới chính là căn nguyên của dương phàm trong đại thụ diễn sinh lại ẩn chứa tạo hóa thần lực so với hắn thân là thân thể tiên thiên ma thần thì lại cường đại hơn không chỉ là ngàn lần người trước tiên củng cố cảnh giới 10 năm sau lại có lẽ có việc cần làm dương Phạm thản nhiên phân phó rồi sau đó hắn lại nhìn chăm chú một nửa nghịch thần thuế thiền huyết còn lại trong bình lúc trước hắn đã từng nghe luân huyết đại đế nói phần lượng nghịch thần thuế thiền huyết trong tay chỉ là gần hai phần mà thôi trên thực tế nghịch thần thuế thiền huyết này nguyên bản luyện chế xa xa không chỉ là một phần có lẽ luân huyết đại đế vẫn còn chuẩn bị phía sau lưng của dương Phạm nữa nhưng mà hoàn toàn không có để ý thực lực của hắn gần như đã tới mức độ có thể bất chấp mọi âm mưu rồi Hồ Phi đã đi đâu rồi? Tinh thần ý chí của Dương Phạm từ trong nguyên giới diễn sinh kéo dài ra, đảo qua toàn bộ không gian tinh bảo. Phụ thân, Hồ Thúc bây giờ đã trở về yêu giới. Dương Thần giải thích. Do là vậy, người phái người đi mời phụ mẫu Hồ Thúc tới luân hồi tinh bảo. Về sau, chúng ta chính là người một nhà. Dương Phạm cười. Vâng. Nửa tháng sau, Hồ Phi quả nhiên đã dẫn theo cha mẹ tới tinh bảo đại viên vương phụ thân hồ phi dương phàm đã từng gặp qua tuy nhiên làm cho hắn ngạc nhiên chính là mẫu thân của hồ phi không ngờ là một đại đế lãnh đời trong thiên giới về phần năm đó bọn họ đã từng phạm loại tối kỵ nào cấm kỵ chi luyến gặp phải trở ngại gì dương phàm lại có thể mơ hồ đoán ra nhưng mà không hỏi nhiều rất là khách khí ra đón bọn họ đi vào sau khi bố trí phụ mẫu cho hồ phi xong rồi dương phàm lại lập tức kéo hắn thân hình nhoáng cái rồi biến mất Thực sự là kỳ quái Phụ thần cùng với hồ thúc có thần thần bí bí Do cùng là có chuyện gì giấu chúng ta vậy Dương thần lại cực kỳ khó hiểu Hắn và Trương Du Vũ còn phải tiếp tục quản lý Việc vặt của hồn lễ nữa Nào có phụ thần như vậy chứ Hồn lễ của mình mà lại bắt con phải đi chuẩn bị Dương thần lại có một chút bất mãn Trương Du Vũ bên cạnh lúc này Bỗng dừng lại đỏ mặt Trong đầu phẳng phất vang tới thanh âm nghiêm khắc của phụ thần Người kia chính là trượng phu tương lai của người đó Trước đó Ngươi không có được lén đi gặp mặt hắn đâu. Vâng, phụ thân. Trường Dù Vũ lại không dám nhìn thẳng vào cặp mắt màu bạc nhìn xuống thiên địa của phụ thân. Khi mà hai đồng tử này biến thành màu vàng, không ai có thể gánh chịu được lửa giận của hắn. Nhưng mà nàng vẫn còn lén tới nhìn, chẳng những như vậy, lại còn trộm luôn cả hỗn nguyên châu có được thần thông qua lại thế giới của phụ thân. Nếu như mà để cho Dương Thần biết, không chỉ là chuẩn bị hôn lễ cho phụ thân mà còn có thêm một người vợ tương lai nữa, không biết là hắn sẽ có cảm tưởng gì trên cõi đời này quả thực là có phụ thân như vậy đó thời gian chậm rãi trôi thất giới đột nhiên náo nhiệt hơn dĩ vãng cường giả tới từ các thế giới đều hướng về phía tinh thiên thế giới luân hồi tinh bảo đường kính tám vạn trượng giống như là một quả tinh thể khổng lồ trôi lơ lửng trong tinh không quanh quẩn lượn lờ cầu vòng bảy màu nhuộm đấm vạn dặm thế giới hàng ngũ tiền đế của tinh thiên thế giới khi mà tới gần luân hồi tinh bảo liền đã nhìn thấy một vùng thiên địa được bố trí xa hòa từng đạo cầu vồng màu sắc khác nhau làm nổi bật lên bầu không khí vui mừng bên trên tinh bảo khổng lồ này. Hồn lễ đó quả thực trông rất lòng trọng. Khi mà đám khách mời tới từ các nơi thất giới tiếp cận với tinh bảo, phát hiện ra một vùng thiên địa quanh thân tinh bảo này sáng lạn. Cầu vồng vắt ngang. Có một số nơi rất xanh, chìm hót hương hòa. Vậy rốt cuộc đây là thánh cảnh hay là thiên đường? Những người tới gần tinh bảo, tâm tình sẽ bị ảnh hưởng không nhiều. Sắc mặt trang trọng hơn vài phần, trong lòng có một niềm vui sướng vồn quanh, trong một nơi của tinh bảo có một đường tinh quang dài tới 10 vạn 8 ngàn trượng, hào quang rực rỡ từ trong lối vào của tinh điện thông ra bên ngoài. Khách tới từ các nơi thất giới hoặc là với danh nghĩa cá nhân hoặc là thế lực nào đó tới bái phỏng. Trên thực tế, dương phạm phát thiệp mời cũng lại không nhiều, nhưng mà chẳng qua không có tới trăm người. Những người tới, không mời mà đến lại là nhiều gấp vài trăm lần so với được mời. Đây còn là tình huống của một ngày đầu tiên. Mặc dù Dương Thần và Trương Du Vũ đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng mà nhân số người tới vẫn lại nhiều hơn vài lần trong dự liệu. Ngày lúc này, trong luân hồi tinh bảo lại bận rộn vô cùng. Dương thần lại bận luôn cả chân cả tay. Cũng may, thần hữu hai kiếp của Dương Phạm đúng là không ít, giống như là đám người Dương Lỗi, Dương Đông, Dương Cương, Lâm Trung, Trịnh Tiêu Mạn. Tất cả mọi người đều rất bận rộn. Là người con trai duy nhất của Dương Phạm, kiêm luôn người chuẩn bị hôn lễ, Dương thần lại còn phải phụ trách tiếp đái. Nếu như mà gặp mặt một nhân vật trọng yếu hoặc là cấp bậc đại đế, hắn phải còn đích thần đón tiếp nữa. Dương Đạo Tổ không có ở đây sao? Dương Tông Sư không có ở trong tinh bảo sao? Vậy xin hỏi tại sao người đương sự hôn lễ này chưa có tới? Có một số đại nhân vật rốt cuộc là không kìm nén được. Không ít người bái phòng tới tham gia hôn lễ này, có một số nguyên nhân trọng yếu đó là muốn kết giao với vị tiên hồng đạo tổ ngạo thị thiên cổ đó. Phụ thân ta... Thế nào, đi đâu? Vân tiêu đại đế lại hơi bất mãn. Vào ngày tổ chức hồn lễ hoặc là nói xong tu đại điển này, đường sự dương phạm sao có thể chưa xuất hiện được? Huống chi, Vân Tiêu Đại Đế còn là cha vợ của Dương Phạm nữa. Điều này, phụ thân có chuyện trọng yếu bên trong tiểu thế giới, cho nên vẫn chưa ra. Dương thần lại khẽ dùng mình một cái, cũng lại chẳng có dám đắc tội với vị ngoại công tương lai chút nào. Với trình tự hiện tại của Dương Thúc, nhất cử nhất động đều lại rất có thâm ý. Người như chúng ta chỉ sợ không thể nào đoán ra được. Trương Dù Vũ đứng bên cạnh, tự nhiên lại hào phóng, mỉm cười nói thêm một câu. Vân Tiểu Đại Đế tuy có một chút không vui, nhưng mà nghĩ tới thực lực ngạo thị hoàn vũ của Dương Phàm, quả thực đạt tới một trình tự có thể coi cái đám người mình giống như những con kiến. Ngoài Vân Tiểu Đại Đế, đại viên Vương phụ thân của Hồ Phi cũng lại hỏi nhiều lần. Hồ Phi cùng với Dương Phàm lại đi tiểu thế giới, thẳng đến hiện tại vẫn lại chưa thèm xuất hiện. Ba ngày trước hôn lễ, chủ yếu là đón khách tới từ các nơi. Mắt thấy, người lên trên luân hồi tinh bảo này càng ngày càng đông, bị vây trong các loại áp lực, Dương Thần lại hết sức buồn bực, cũng may lại có tiểu vũ khuyên cạn, an ủi. Phụ thân à phụ thân, tại sao vẫn còn chịu chịu xuất hiện vậy? Hồn lễ sắp bắt đầu tới nơi rồi. Trong lòng dương thần lại càng ngày càng buồn bực. Trên cái cõi đời này, làm gì có phụ thân nào không có chịu chịu trách nhiệm như vậy chứ? Tuy nhiên cũng may vào tối ngày hôm trước, ngay trước ngày hồn lễ, Dương Phạm đã từ trong thế giới mệnh hạt trở về, trên mặt lại hơi có chút mệt mỏi. Ai, phụ thân, cuối cùng người cũng chịu xuất hiện rồi. Dương thần giống như là chút đi được gánh nặng, Tiểu Vũ cũng hơi thở pháo ra một hơi. Ngay lúc này, bất kể là Đặng Thi Giao hay là Vân Vũ từ ở trên tinh bảo đã sớm chuẩn bị tốt hết rồi. Dương Phạm đúng lúc xuất hiện, trấn an chúng khách mời. Hắn hiện thân khiến cho khách mời từ các nơi cung kính vô cùng, tiếng vỗ mông ngựa lại càng ngày liên miên không dứt. Dương Phạm lại cố gắng tiếp tới nửa canh giờ rồi lập tức lánh mặt. Cái đám đại lão thất giới này cũng thực sự quá buồn nôn rồi. Dương Phạm lại cười khổ, đột nhiên và trong một lúc tình bảo là một mảnh tĩnh mịch dương phàm nghe nói tới việc vui của ngươi, ta đặc biệt tới chúc mừng vô dòng áo trắng như tuyết tuyệt trần mà tới trên mặt lộ ra một nụ cười chỉ có chúc mừng đơn giản nhất giống như là một câu rất tùy ý của bằng hữu người chúc mừng vô song lễ mừng trung lâm trung ở lối vào tình bảo lộ ra một vẻ mặt cứng đờ dường như có một chút xấu hổ Ta lại không có một đồng tiền nào Tới lúc đó tặng bù lễ vật vậy Hiển nhiên vô song lại không tính tới lễ mừng Không sao không sao Dương Phạm lại cười đón hắn vào bên trong Hắn đương nhiên hiểu biết về vô song Người quái gở tôi cùng như thế này Có thể tham gia hôn lễ náo nhiệt này Đã là cực kỳ đáng quý rồi Hết chương Chương 1063 Hôn lễ long trọng phần trung sự xuất hiện của dương Phạm lại khiến cho chúng cường giả các nơi thất giới yên ổn nỗi lòng cùng kính cô dư tức giận lớn gỡ nào cũng đã biến mất trong khoảnh khắc đặc biệt là lúc nghênh đón vô song đi vào mọi người trong tinh bảo ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám vô song hiện nay đã phá bỏ hết thiết tắc của thất giới mơ hồ đã vượt qua cấp bậc tạo hóa thần khí tạo hóa thần khí đã là sánh ngang với phá thiền cảnh nhưng nếu như người vượt qua thì sao Vụ xong lại tới được không lâu, cảm khái trong lòng mọi người vẫn còn chưa lắng xuống, thì trong luân hồi tinh bảo đột nhiên lại chấn động một hồi, sau đó trong nháy mắt lại tĩnh mịch. Tông sư thiên thu vô ngân tặng một quả ngọc giản tiến tới chúc mừng. Lâm Trung lại đứng bên ngoài thông đạo sướng tên giọng nói run rẩy, thay ngầm đó cũng là truyền ra toàn bộ luân hồi tinh bảo. Thiên thu vô ngân sao? cái tên đó đồng dạng kinh sợ trời tiên thất giới, tất cả những cường giả phải kinh sợ. Nếu như nhớ không nhầm, thiên thu vô ngân này chính là cường giả khi trước, lấy lực lượng của một mình, xử lý phân thân của mình đế. Cấp bậc của người này chỉ sợ có thể sánh vai với thiên minh nhị đế. Quả nhiên, dáng người cao ngất, chắp tay nhắm mắt đó, chân không chạm đất, lại từ trên lối, vào, trôi đi. Trên người thiên thu vô ngân lại quanh quẩn một tầng sáng, ba màu, khi tức hỗn độn nguyên thủy, lại đậm hơn trong dĩ vãng. Dương Phạm, chúc mừng ngươi. Thiên thu vô ngân mở mắt, Khói miệng nhếch lên một chút nụ cười, thoáng cái ôm quyền. Còn về phần lễ vật, ta chẳng có gì khác hơn là có thể đem cảm ngộ và tâm đắc tu luyện cả đời ghi vào bên trong ngọc giản. Chỉ là lễ mọn, mong dương tông sư chơi trách tội. Thiên thủ vô ngân lại nói xong, đưa tay hướng về phía Lâm Trung ở lối vào. Trong nháy mắt, Lâm Trung tay nâng ngọc giản trở thành tiêu điểm của toàn trường. Chúng cường giả thất giới không nói về tiền đế, cho dù là một nhân vật cấp bậc đại đế nhìn tới quả ngọc giản này, trong mắt lộ ra vài phần thần quang nóng bỏng, tim đập rất nhanh. Đó chính là ngọc giản của một tượng cường giả tạo hóa hỗn độn. Hiện nay, tu vi của Thiên Thu Vô Ngân không có nói tới đại đế, cường giả nghịch thiên siêu cấp, cho dù là phá thiên cảnh trong truyền thuyết đều không thể nào để vào trong mắt. Khó có thể tưởng tượng, ngọc giản chứa đựng cả ngộ và tâm đắc tu luyện cả đời của hắn lại có giá trị bậc nào. Có thể nói, cho dù là 10 kiện trăm kiện thần khí hoặc là vô số loại thần khí, đều không có thể so sánh với giá trị của đúng một quả ngọc giản đó. Lâm Trung lại cũng rất nhanh trí, vội vã truyền quả ngọc giản này cho Dương Phạm. Tay cầm ngọc giản, hắn lại chịu đựng áp lực quá lớn. Cảm giác hơi có một chút sơ suất sẽ bị tinh thần ý chí của chúng tiền đế đè ép thành những mảnh vụn. Dương Phạm lại nhận lấy ngọc giản, cười nói. Thiên thu tông sư đã quá khách khí rồi, giá trị của vật này không thể nào đo lường cả một đời của thiên thu vô ngân trừ tu luyện gần như lại chẳng có vật gì khác mà ngày hôm nay hắn đã đem thể ngộ và tâm đắc của cả đời tặng hết cho dương phàm lại có thể tưởng tượng được chân thành và phân lượng của phần lễ vật đó khi mà quả ngọc giả này đưa vào tay dương phàm thì chúng cường giả thất giới đều thở ra một ngụm chọc khí thật dài cho dù là có một vạn lá gan cũng lại chẳng có dám ý đồ gì dương Phạm lại đón thiên thu vô ngân vào trong lân hồi tinh bảo bố trí vào một động phủ yên tĩnh sự có mặt của vô song và thiên thu vô ngân khiến trong lòng của chúng cường giả thất giới rất chấn động hôn lễ này thực sự đúng là rất hoành tráng cường giả của thất giới cơ bản đều tới rồi có người lại khẽ thở dài cho dù là vô thượng thiên đình mở ra phiên tòa và kiểu minh địa ngục mở ra cũng lại bất quá là như vậy màn hoàng cũng cảm khái đúng rồi lúc mà vô thượng thiên đình hoặc là kiểu minh địa ngục mở ra cường giả có mặt cũng chỉ là giới hạn thượng tam giới hoặc là hạ tam giới số lượng và quy mô vẫn còn xa không bằng giờ phút này vân tiêu đại đế lại cũng gật đầu khen ngợi đại hôn của dương phàm lại có thể nói là bát phương thất giới tụ hội lại trên cơ bản không hề có thế lực một phương nào dám không nể tình nhưng thế lực hoàng Lăng cường giả chưa tới hơn phân nửa là bởi vì tự thấy thân phận và địa vị không đủ không tư cách tham gia sự thật thì đúng là như vậy tới tham gia hôn lễ long trọng này phần lớn đều là cấp bậc tiên đế kém một chút nữa thì vẫn là tiên quân đại việt mãn cường đại giống như là hãng tiên đế sau khi lên trên tinh bảo này đều phải cư xử thật cẩn thận ngay cả đại đế cũng lại chẳng dám làm càn huống chỉ là tiên đế và tiên quân khi mọi người ở đây lại cùng nhau thảo luận trong một phương hướng nào đó của thiên giới lại truyền tới một cỗ tinh thần ý chí kinh thiên động địa tinh thần ý chí thực sự là cường đại chúng đại đế có mặt lại cảm thấy đầy sự kinh hãi và run sợ chỉ sợ là một cường giả nghịch thiên siêu cấp có một vị đại đế lại run giọng nói trong lòng mọi người lại hơi run lên bên trong thất giới trừ đám người dương phàm thiên thu vô ngân lại còn có cường giả nghịch thiên siêu cấp từ đâu mà tới rất nhanh có một nam nhân thân như là tử đồng khi phát sùng thiên đi tới tinh bảo gần đây nghe tên của tiên hồng đạo tổ đặc biệt tới chúc mừng vào ngày đại hôn đây là một nam nhân cao tới hai trượng trông giống như là thần ma đây dĩ nhiên là hắn đây không phải là cái tên biến thái xuất hiện thời kỳ thái cổ sao Phách Kiểu Thiên. Có người trong chúng cường giả thất giới nhận ra thân phận của Phách Kiểu Thiên. Phách Kiểu Thiên, cường giả nghịch thiên siêu cấp thời kỳ Thái Cổ. Hắn vẫn luôn luôn ở trong khu vực bên bờ của hệ thống thất giới, độc chiếm cả một thế giới di lạc, tốc độ tu luyện, tiêu diêu tự đại. Cho đến một ngày kia, Dương Phạm và Vô Song liên thủ phát ra một kiếm dùng động cổ kim, chém phá hoàn vũ thất giới, thậm chí cắt ra một vực sâu tại thế giới di lạc của hắn. Cái ngày đó, hắn rung động sâu sắc và sinh lòng kiêng kỵ trong thất giới này khi nào mà xuất hiện một cường giả đáng sợ như vậy sau đó hắn liền phái ra cường giả nghịch thiên đến thất giới này để hỏi thăm tình hình trong hệ thống thất giới lại xuất hiện cường giả như vậy cho nên tạo quan hệ tốt với hắn là một chuyện tốt nếu như ngày sau bị hắn phát hiện ra thế giới gì là của ta đang bị độc chiếm thì phát cửu thiên lại ôm tâm lý tạo quan hệ tốt trở về với thất giới được thôi hoàn nghênh sự có mặt của đạo hữu tiếng cười của dương phàm từ trong tinh bảo truyền ra hắn đang thử mặc trang phục tần lang mà trương dù vũ chế già cũng lại chưa đi ra ngoài dương thần lại vội vã đi ra nghênh đón phụ thân của ta đang rất vội chờ một lát nữa sẽ đi ra ngay dương thần lại cười cười xòa đón khách đi vào bên trong Phát cửu thiên tặng một kiện thần khí cửu kim thái huyền giáp lâm trung lại cao giọng hồ lễ vật này đúng là không nhẹ chúng cường giả thất giới động dùng Phát cửu thiên này lại ra tay rất hào phóng không ngờ lại tặng ra một kiện thần khí mà còn là thần khí phòng ngự giá trị tương đối cao chỉ là lúc này dương phạm lại không đi ra nghênh đón đúng lúc sắc mặt của phát kiểu Thiên có một chút khó coi ở trong lòng mơ hồ lại bốc lên một tia lửa giận ngẫm lại với thần phận cường giả nghịch thiên siêu cấp của hắn địa vị ở trong hoàn vũ thất giới này bối phận đều có thể gần với thiên minh nhị đế nhưng hiện nay không mời mà tới lại còn tặng ra một kiện thần khí phòng ngự không ngờ cái tên dương phạm sinh sau đầy muộn này lại không tự mình ra nghênh đón tuy nhiên hắn phải cố nén giận Ai à, bởi thực lực của đối phương cường đại hơn mình Cảnh tượng một kiếm chém rách hoàn vũ thật giới vạn năm trước Vẫn còn như mới trong đầu Nếu như để hắn đối mặt với một kiếm như vậy Chỉ sợ lại chẳng có sức nào phản kháng Sau khi phát cửu thuyền ngồi xuống Hắn lại chỉ hồi một tiếng Chúng đại nàng khác Tự nhiên lại có thể nhìn ra trong lòng hắn đang không vui Không bao nhiêu lâu sau dương phạm lại mặc lễ phục tân làng Xuất hiện ở trên quảng trường hồn lễ Lễ phục tân làng hoa lệ mà bất tục Cách điệu tao nhã và trang trọng bộ lễ phục này là do tiểu vũ đặt ra đương nhiên là cũng dung nhập yếu tố của thất giới mọi người ở trên quảng trường hôn lễ đều thấy trước mắt sáng người dương phạm lại mỉm cười nhìn phách cửu thiên một cái Thì ra là lão tiền bối thời kỳ thái cổ. Năm đó, lúc mà ta một kiếm phá giới, mơ hồ đã từng nhìn thấy các hạ rồi. Phách cửu thiên nghe thấy như vậy, không khỏi dùng mình. Nguyên lai đối phương đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của mình rồi. Phách cửu thiên lại vội vã đứng dậy ôm quyền, thái độ cung kính hơn, Lúc này hắn lại hoàn toàn nhìn không ra nông cạn của Dương Phạm Tên này rốt cuộc là đạt tới cảnh giới gì chứ Phát Cửu Thiên lại thầm giật mình Hôn lễ của ta Đại khái sẽ được tổ chức sau hai canh giờ nữa Ánh mắt Dương Phạm lại đào qua toàn trường Mặt đầy sự tươi cười Ngay lúc này niềm vui sướng trong lòng hắn Không thể nào tạ bằng lời Khi đó hắn đã từng hứa hẹn muốn đường đường Trên chính cưới vần vũ tịch Lại càng muốn hiệu triệu chúng cường giả thất giới Ngày đó rốt cuộc đã tới rồi trong tiếng vỗ tay của mọi người, ánh mắt của Dương Phàm lần lượt lướt qua trên mặt của chúng thần hữu, trong lòng âm thầm cảm khái. Ngay lúc này, lối vào lại truyền tới một thanh âm. "Thiên cổ tặng tạo hóa thần khí tinh mệnh thần chủ, chúc mừng tiên hồng đạo tổ nhân sinh viên mãn." Thanh âm của Lâm Trung lại run run nhưng mà lại rung động toàn trường. "Tạo hóa thần khí sao? Là ai vậy?" Lâm Trung cũng chăm chú đánh giá người khác trước mặt một lần, người tới là một nam nhân thần bí, dáng người cực kỳ cao ngất toàn thân lại phát ra một tầng xám mờ nhạt và mông lung dùng mạo nhìn thông qua lại không quá rõ ràng đôi mắt thoáng nhìn trông xa xưa thiên cổ sao một vài vị đại đế cũng là không có ít tiền đế của thượng tam giới chấn động trong lòng ánh mắt vội vã nhìn về phía người này làm sao thiên đế cũng tới vậy đám người vân tiêu đại đế trong lòng hoảng hốt mọi người lập tức không ngồi được yên vội vã đứng tới không người thậm chí nửa quỳ trên mặt đất bái kiến thiên đế Chúng ta lại không biết thiên đế trở về, không có nghênh đón từ xa, xin thiên đế hãy giáng tội. Chúng thiên đế các nơi đều phải quỳ xuống hành lễ, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ vạn phần. Ánh mắt Dương Phạm lại nhìn về phía thiên đế, trong lòng cả kinh. Thiên đế này không phải là một dân bản địa khi trước gặp ở trong thiên hồng không gian hay sao? Thiên đế, thiên cổ. Trong lòng Dương Phạm đột nhiên lại trong sáng, hắn hít sâu một hơi, đi đến phía trước ôm quyền. Không nghĩ tới, thiên cổ đào hiếu lại chính là chúa tể của thượng tam giới, còn lại tới tham gia hôn lễ của ta nữa dương phàm chẳng lẽ người đã quên mất lời ta đang từng nói trước khi đi sau này chúng ta vẫn có ngày gặp mặt lại thiên đế lại khẽ cười dương phàm lại không kiêu ngạo không xiềm nịnh đón tiếp thiên đế tới quảng trường của hôn lễ chúng cường giả đều nhường ra một vị trí thật tốt chỉ có thiên thu vô ngân và vô song đứng dậy nhưng mà không nhường chỗ ngồi ba người này ngồi chung một chỗ những cặp mắt nhìn nhau không khí có một chút ngưng trệ nhưng mà rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Thực sự là Giang Sơn, người tài lớp lớp. Trong giọng nói của thiên đế lộ ra vẻ tán thường và thâm phục. Hắn cùng với thiên thu vô ngân rất nhanh đã tán gẫu cùng nhau. Dương Phạm lại có thể nhìn ra giờ phút này tới chỉ là phân thân của thiên đế mà thôi. Mà trong lòng của phách cửu thiên tới trước đó không lâu lại dậy lên sóng to gió lớn. Ngay cả thiên đế đều phải tới tham dự buổi hôn lễ này. Điều này có ý nghĩa gì? Chúng cường giả thất giới tham gia hôn lễ đều âm thầm ngờ vực, phỏng đoán. Xem tình hình này, trước đó Dương Phạm này đã nhận thức thiên thiên đế rồi. Trong lòng vân tiêu đại đế cũng không biết là rung động hay kích động. Dương Phạm tại sao lại quen biết thiên đế chứ? Hết trường. Trường 1064, hôn lễ long trọng phần hạ. Thiên đế tới khiến cho chúng cường giả thất giới trên tình bào rung động xôn xao mơ hồ lại đẩy buổi hôn lễ này lên tới cao trào ai cũng không nghĩ tới thiên đế chúa tể tối cao của thượng tam giới lại tới hôn lễ của một cá nhân lại còn tặng cho một kiện tạo hóa thần khí thể diện của dương phàm này cũng lại không khỏi quá lớn một lần hôn lễ lại có thể kinh động tới thiên đế trong lúc nhất thời các vị đại đế tiền đế của thượng tam giới quỳ bái hành lễ khủng hoảng run sợ giống như là ngồi trên thảm kim Dương Phạm lại cũng không ngờ là một dân bản địa thiên cổ gặp được tại tạo hóa thần khí, chính là thiên đế, trí cao vô thượng của thượng tam giới. Hắn lại cũng chẳng kiêu ngạo không xỉm nịnh, mời thiên đế vào trong chỗ ngồi của mình. Ta chỉ với thân phận bằng hữu tốt để tới tham dự hôn lễ, không cần phải lễ nghi khách sáo. Các người như thế nào thì cứ như vậy đi. Thiên đế lại phất tay, khiến cho chúng cường giả ngồi vào chỗ ngồi, không cần phải khúm núm. Cũng may trong số khách nhân lệnh, tại đây cũng có những nhân vật có thể ngồi ngang hàng với thiên đế khi mà thiên thu vô ngân nhìn thấy sinh linh thiên tiền thiên trần chính sinh ra từ hỗn độn cũng lại sinh lòng hứng khởi bắt đầu đàm luận cùng với hắn vô song ngồi bên cạnh sắc mặt đạm mạc thậm chí là không hề có biểu cảm gì với thiên đế nhưng mà thiên đế rõ ràng rất hứng thú đánh giá hắn lại vô tình cố ý nói từ thiên địch sáng lập tới này sẽ sinh ra vô số dị số bất kể là sinh linh hay là trong khí đạo cũng vậy thần sắc vô song lại khẽ động thiên đế lại cười xòa nói tiếp Nghe nói, đại thiên vũ trụ này có một loại khí đạo rất đặc thù, thoát ra khỏi vận mệnh của khí đạo trở thành sinh mệnh đặc thù. Loại khí đạo đó thành người chính là dị số thiên địa, xác suất sinh ra cực kỳ thấp, lại có quan hệ trực tiếp cùng với đẳng cấp. Loại sinh mệnh khí đạo này chính là thiên khí tộc. Thiên khí tộc. Tâm thần vô song chấn động, mình cũng có tộc nhân sao? Vậy xin dám hỏi tiên đế, người đã từng gặp mặt của người thiên khí tộc hay chưa? vô song lại rốt cũng đã động dùng. Dị số như vậy, cho dù là đặt ở trong man hoang tổ giới cũng lại là cực kỳ hiếm thấy. Mà người vẫn là thiên khí tộc đầu tiên ta đã từng gặp trong vài giới niên qua. Đặt ở trong thất giới, người có thể xưng là thiên hạ vô song. Thiên đế lại cười nói, không một chút nào ra vẻ ta đây. Thiên khí tộc sao? Ngay cả Dương phàm nghe thấy lời của thiên đế, trong lòng cũng khẽ động. Trong đại thiên vũ trụ này, thực sự đúng là không gì, lạ mà không có. Tuy nhiên, vô song đích xác có thể xưng là một dị số. Khi mà thiên đế và thiên thu vô ngân, vô song nói chuyện cùng nhau, những khách nhân khác đều lại rất khủng hoảng. Cho dù là số ít người vân tiêu đại đế ngẫu nhân đáp lời, cũng là thập phần cẩn thận. Dương phàm không nghĩ người đã sớm nhận thức thiên đế. Vân tiêu đại đế lại hơi ngạc nhiên vui mừng, thần niệm truyền âm với Dương Phạm. Đã có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà không nghĩ tới hắn lại chính là thiên đế. Dương Phạm lại cười nhạt, hắn là một trong ba người có thể thản nhiên đối mặt với thiên đế trong số đông những người có mặt ngay cả phát cửu thiên đạt tới cấp bậc cường giả nghịch thiên siêu cấp đó cũng phải tràn đầy sự kính sợ đối với thiên đế hắn ngẫu nhiên chen vào một hai câu đều là có ý tứ lấy lòng phụ thân còn khoảng thời gian một canh giờ nữa hôn lễ sẽ được bắt đầu rồi dương thần lại đi tới vậy tân nương đều đã chuẩn bị xong xuôi chưa dương phạm nói nương và vân di đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi có thể nói mọi sự sẵn sàng dương thần lại hơi có vẻ chờ mong ngay lúc này trên quảng trường hôn lễ cơ bản đã ngồi đầy đủ người con đường do ba tấm thảm đỏ tạo thành gặp nhau tại lễ đài thủy tinh chính giữa quảng trường phù thân tới lúc đó người đứng đầu cuối của tấm thảm đỏ này nương và vân di sẽ ở hai đầu khác cùng nhau đi vào cuối cùng vận mệnh của ba người sẽ gặp nhau cùng một chỗ vĩnh viễn bên nhau bạch đầu dài lão dương thần nói xong trong mắt không khỏi lộ ra vài tia hâm mộ loại tề nhân chi phúc này thực sự khiến cho người ta rất hâm mộ huống chỉ hai nữ nhân mà dương phàm cưới đều là cực phẩm thế gian khó gặp tuy nhiên đúng lúc này trương dù vũ lại đưa tay véo mạnh vào tay hắn dương thần lại thầm nghĩ không ổn hắn bị ai nhớ tới thế giới mà nội tiểu vũ dường như đã thực hành chế độ một vợ một chồng thôi dương thúc trương dù vũ lại đột nhiên mở miệng lại có vẻ ấp úng cứ nói đi dương phàm lại cười Phu thân ta nói có khả năng người sẽ tham gia hôn lễ của thúc chỉ là tới giờ này vẫn còn chưa tới Tiểu vũ nói Có khả năng hắn sẽ tới sao Trong lòng Dương Phạm đột nhiên khẽ động Lại nghĩ tới luyện hóa thiên địa mà Vũ Văn Hầm đề cập tới Cùng với một nam nhân cương nghị tay nâng cổ tháp Trong đại thiên thần tháp Nghĩ tới đây hắn lại không khỏi sinh ra một tia trở mong Luyện thiên hóa địa Chính là công pháp nghịch thiên sánh ngang với tiên hồng thánh quyết Mà còn lại là chủ nhân chiến đấu phá hủy đi Người kia sẽ có bộ dạng thế nào chứ Không bao nhiêu lâu sau Quảng trường trở nên ồn ào phần đông khách khứa cười nói tất cả mọi người đang chờ đợi hôn lễ bắt đầu giờ khắc này dương phàm phát hiện ra thời gian lại trôi đi thong thả như vậy hắn lại không chỉ là chờ mong một hôn lễ Ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía lối vào vậy người đó Rốt cuộc là có tới hay không đó chính là vấn đề mà dương phàm chờ mong tính ra sự có mặt của thiên đế cũng không được coi là coi trọng đến như vậy đám người thiên đế cũng đều nhìn ra dương phàm dường như đang chờ đợi ai đó chỉ là thời gian từng phút một đã trôi qua Người mà hắn chờ lại vẫn chưa tới Phụ thân Giờ lành đã tới rồi Dương thần nhắc nhở Vậy được bắt đầu đi Dương Phạm lại khôi phục lại thái độ bình thường Hắn thầm nghĩ Cuối cùng thì sẽ gặp mặt thôi Vậy cần gì phải nóng lòng và trong lúc nhất thời như vậy chứ Các vị khách quý của thất giới Hồn lễ ngày hôm nay long trọng chưa từng có Sẽ được cử hành trong đại điện tinh bảo Hiện tại xin mọi người hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tân lang và hai vị tân nương khuôn mặt nhỏ nhắn của trường Dù vũ đỏ bừng đứng ở trên lễ đài thủy tinh trung ương mọi người sửng sốt sau đó dưới sự dẫn đầu của chúng thần hữu trong thần bảo tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên gần như đồng thời trong bốn cái hộp màu đen ở bốn phía góc đại điện và trung ương vang tới những tiếng âm nhạc rất vui vẻ tất cả mọi người đều giật mình dương phẩm đã đứng ở đầu một con đường xin mời hai vị tân nương Trừng Dù vũ giờ cánh tay nhỏ nhắn vui đến giọng rực nói nàng lại chưa từng nghĩ tới mình có cơ hội chủ trì một buổi hôn lễ mà lại còn là hôn lễ long trọng như vậy lời nói vừa dứt mặt đất hai đầu hai tấm thảm khác lại chậm rãi nâng lên một bục hình nhỏ tròn trên hai bục phân biệt đều có một vị tân nương tuyệt thế khuynh thành lễ phục của bọn họ mặc làm cho người ta kinh diếm vượt qua nhận thức của thế giới này đây là cái dạng xiêm y gì vậy hình thức mới mẻ độc đáo lộ mà không tục trang trọng mà không mất đi vẻ tươi trẻ trong mắt một số vị khách nữ đều lộ ra thần sắc yêu thích và ngưỡng mộ, không khỏi bắt đầu dò hỏi lẫn nhau. Vân Vũ Tịch lại mặc váy cưới trắng nón, giống như là hoa sen không nhiễm mùi bùn, cao quý thoát tục, tự nhiên tươi mát, trên mặt lại trùm sa mỏng, không che mất vẻ đẹp. Đặng Thi Dao mặc váy cưới màu vàng nhạt, lộ ra vẻ đẹp cổ điển, hàm xúc, khí chất đoan trang, ánh mắt thần vận, giống như thơ như họa, giống như là tiểu thư nhà danh giá trong tranh. Khi mà hai nàng xuất hiện, khiến cho vô số nam tử co mặt nhìn đến trầm chú kinh diễm vạn phần. Dương Phạm này tu đến mấy kiếp mà có thể được hưởng tề nhân chi phúc như vậy? Có không ít người cảm khái ghen tị. Hiện giờ mời Tân Lang và Tân Nương lên trên đài. Trong thanh âm của Trương Du Vũ lộ ra vẻ hưng phấn không nhỏ. Trong khúc nhạc du dương, ba người dọc theo con đường trải thảm đỏ của mình hướng về lễ đài trung ương. Dương Phạm lại hít sâu một hơi, chậm rãi bước đi tới cái nhìn chăm chú của mọi người. Mỗi một người bước đi rất chậm, lặng lẽ thể ngộ Dương Phạm lại thấy đây giống như là một giấc mộng, hơi một chút vô ý sẽ làm cho mộng tỉnh lại. Hết thầy đều tốt đẹp như vậy, hắn cùng với hai nữ nhân âu yêm nhất cùng nhau đi lên trên lễ đường hôn nhân. Sở Dĩ hắn lại có loại cảm giác như vậy là bởi vì hạnh phúc có được là không thể nào nghi ngờ. Vì mục tiêu cố gắng đó hắn đã từng bỏ ra rất nhiều nỗ lực, trải qua bao nhiêu năm gian khổ. Chỉ có thứ có được không dễ dàng mới có thể chân chính quý trọng nó. Cho nên như vậy hiện tại mỗi một bước đi của dương phàm đều phải cẩn thận và quý trọng trong khi đi ánh mắt của hắn lại vừa khéo có thể đồng thời nhìn thấy vân vũ tịch và thi Giao đi lên trên hai tấm thảm khác bên trong thế giới của bọn họ tất cả những tiếng đồng âm ý trên quảng trường đều giống như không tồn tại trong thiên địa giống như chỉ còn lại bóng của ba người này dương phàm lại nhìn chăm chú về phía hai nàng cảm nhận được ánh mắt nhu tình mật ý của họ cuối cùng ba người lại dọc theo vận mệnh không giống nhau lại gặp nhau tại một chỗ trên quảng trường hôn lễ tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên đúng về thời điểm dương phàm cùng với hai nàng đồng thời đứng ở trên lễ đài trương du vũ lại rào hoạt cười hướng về phía dương phàm vô cùng trịnh trọng nói dương phàm tiên sinh người có nguyện ý lấy hai vị vân vũ tịch và đặng thi giao làm thê tử của ngươi không người có nguyện ý bất kể là thuận về hoàn cảnh hay là nghịch cảnh giàu có hay nghèo hèn khỏe mạnh hay là bệnh tật vui vẻ hay là ưu sầu người đều phải yêu họ đến hết mình trung thành đối với họ cho tới vĩnh viễn hay không Dương Phạm lại ngẩn ra Mọi người tại quảng trường cũng lại ngẩn người Ta nguyện ý Dương Phạm lại hít sâu một hơi Hai vị tiểu thư Mỹ lệ vân vũ tịch Đang thi giao Các người có nguyện ý gả cho Dương Phạm tiên sinh Làm thê tử của hắn không Các vị có nguyện ý bất kỳ là thuận cảnh hay là nghịch cảnh Giàu có hay là nghèo hèn Khỏe mạnh hay bệnh tật Vui vẻ hay ưu sầu Khỏe mạnh hay ưu sầu Các vị đều yêu hắn hết mình Trung thành đối với hắn cho đến vĩnh viễn hay không Nguyện ý, Hai nàng gần như đồng thanh nói, ánh mắt lại đầy thâm tình nhìn Dương Phạm. Vậy, hiện tại Tân Lang, xin hãy khẽ hôn hai vị Tân Nương. Khuôn mặt đỏ bừng của Trương Du Vũ lộ ra vẻ vui mừng rào rạt. Ba người Dương Phạm lại ngẩn ra, mà trên quảng trường vang tới những tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt, khóe miệng mọi người đều rất nhiều, sự tươi cười. Vân Vũ Tịch và Đặng Thi Giáo lại đỏ mặt đến tận mang tài, đều khẽ cúi đầu, nhưng mà lại dùng dư quàng khói mắt để mà thầm liếc về phía Dương Phạm. Hôn đi, hôn đi, Đúng lúc bầu không khí hồn lễ đang dâng tới đỉnh điểm, dị biến lại đột nhiên sinh ra. Ai, hôn lễ hạnh phúc thật đó. Có một thanh âm băng lạnh tới tận cùng, từ trong một đầu khác của tinh không chuyển tới. Cả một không gian thiên giới mơ hồ rung lên, có một cỗ khí tức tử vong đến từ hỗn độn nguyên thủy, cuồn cuộn mãnh liệt. Trong phút chốc, trong phạm vi ước vạn dặm, hoàn vũ tịch diệt. Tất cả những sinh linh đều hóa thành khí của tử vong, Khí tức tử vong âm lãnh, ngập trời, hóa thành sóng gợn màu đen cuốn tới phía luân hồi tinh bảo. Không tốt rồi, là khí tức của Minh Đế. Vân Tiêu Đại Đế kinh hồn một tiếng. Minh Đế Đại Nhân? Không ít nhân vật cấp ma đế của Hạ Tam Giới, kinh hãi run sợ. Chỉ thấy có một nam nhân cao lớn như thần ma, hai mắt màu tím thấm ở trên đầu có một sừng, đứng ở trung tâm sóng gợn tử vong không gian, không ngừng sập xuống. Quanh thân hắn là quanh quẩn một vòng khí sắm hỗn độn, lần lượt thay đổi trong đó Cùng với không khí tử vong, thiên địa quanh thân hắn rung lên dữ dội, dường như khó có thể chịu nổi bản thể của hắn. Hết chương, Hết tập 248, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Hồng Lộ.